Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết Thanh Hóa. Xin kính chào quý vị. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thời tiết tại khu vực Thanh Hóa có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt trung bình từ 23 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 59%. Và sau đây là dự báo chi tiết các khu vực. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, trời nhiều mây, ngày nắng và có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 38 độ, độ ẩm trung bình 26%. Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, trời nhiều mây và ngày nắng và có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 39 độ, độ ẩm trung bình 49%. Khu vực Như Xuân, Như Thanh, trời nhiều mây, ngày nắng và có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 37 độ, độ ẩm trung bình 45%. Khu vực Triệu Sơn, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Yên Định và Thiệu Hóa, trời nhiều mây và có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, độ ẩm trung bình 53%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương và Nông Cống, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 74%. Thị xã Bỉm Sơn, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 62%. Thành phố Sầm Sơn, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trung bình 24 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 79%. Thị xã Nghi Sơn, trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 66%. Thành phố Thanh Hóa, trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 59%. Vâng, bản tin dự báo thời tiết tới đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.